dính hàng vừa mới thay xong này. Đấy, sợ. Còn gì đây? Ấy à. Đồ bờ. Đây nữa này. Đấy, bên kia con to. Gì đây? Hả? Thôi xong rồi. Toang chưa? Dìm con xuống. Hai bên cũng dính liền các bác ạ. Ê. Lên hàng. Trôi. Con trôi thôi bé quá. Không phải trôi mà là ven. Đúng đuôi à? Đuôi. Ôi giời. À trôi với đội. Xin chào các bác nha, hôm nay lại dẫn các bác đi câu cá sông tự nhiên. Thì đây là điểm sông này ở sông Cà Lồ. Đây là cái chỗ trạm bơm Yên Nghĩa, gần chỗ trạm bơm sông Yên Hậu, Đông Anh, Hà Nội. Đấy. Đây đang có mấy anh em đang ngồi rồi, tôi bây giờ mới đến. Bây giờ tôi sẽ ngồi bên này hoặc là ra cái chỗ cống kia. Phải có 4-5 anh em đang ngồi rồi này. Vừa hết xăng thế là đi lòng vòng vào trong cái làng. Trên này đó là không bao ăn muối, đi mua 2 bát. Ao hoang. Trượt à? Nhở? Khớ vết này. Mùi ấy à? Mùi chua. con chim đỏ. Vừa này mua là 12.000 một gói. Quên không xay, cái này xay trước tới cái này bóp vào lúc nó cũng tan. Bình thường là mình xay nhỏ trước nha. Bóp ra nát này. Đây là cái khoai lang thử uống. Đây là khoai lang. Ôi, chúc mừng cần thủ kia đã lên hàng khủng chấm đen. Ăn mồm nha. Chấm đen, bên kia được chấm đen các bác. Bắt vợt thì nhảy đến đâu ở hàng. Con này lăm lạng bắt vợt. Kéo làm sao được lên. Chưa biết trước cái điều gì. Đấy. Hàng đây chứ đâu. Ui giời ơi. Hàng. Chứ. Tê nhỉ. Ấy à, con gì đây? Ấy à. Gì đấy? Ui rồi ơi. Phê quá. Hugo. Ronaldo. Mồm luôn. Dính hàng. Vừa mới thay xong này. Đấy, sợ. Còn gì đây? Ấy à. Đồ bờ. Đây nữa này. Đấy, bên kia con to. Ui, gì đây? Hả? Thôi xong rồi. Toang chưa? Dìm cần xuống. Hai bên cũng dính liền các bác ạ. Ê. Lên hàng. Trôi. Con trôi thôi bé quá. Không phải trôi mà là ven. Đúng đuôi à? Đuôi. Ôi giời. À trôi với đội em. Trôi à? Hai con. Trời ơi. Rồi nhấc bóng nó lên. Đây là gì? Nè, xem cái nào to hơn nào. Đúng. Đuôi nào chạy khỏe thế. Ê, đâu mới được phê như này. Còn mình đâu? Ui, con mình mini quá. Tôi cũng phê rồi. Đây, trôi các bác này. Đến giờ trôi ăn rồi. Để nữa à? Để cũng ngạnh này. Chết cậu. Đây là con thứ hai. Đấy, về kho dưa là ngon đấy. Vâng. Úi giời, con đấy to hơn. Tôi ăn cá. Nó lớn, mai câu. Mãi được con to hơn rồi thì nào. Chứ đâu. Con này cũng phải dọn bể rồi. Đây à, rô to à. Mồm luôn. Thật. Quán mồm. Đó nha, sao đây lấy cá về đó. Đấy, rất nhiều cá phết đấy. toàn hàng ngon. Rồi anh em tôi đi về, hẹn các bác ở những video tiếp theo nhá. Em ơi, lấy cái bóng đó. Anh không mang về à? Không, anh mang về. Thế mang về đi. Đi lại không biết sao vậy. Thế đây.